Siêu nữ mới qua. Tối con ngủ ở đây với ai? Với anh Thành. Với chủ của con ha. Dạ. Rồi con ngủ ở trong cái mùng này có văng người tối sương xuống thì sao, có đem mùng mền gì không? Có hai cái mền đó. Có. Đó là chăn bò cho dựng hai con. Ừ. Mẹ con đi lên đây mà không có đủ tiền đưa con lên, cho nên con ở dưới chăn bò phụ dựng hai luôn. Ban ngày đội nắng, tối đội sương là những gì mà cậu bé 13 tuổi tên Bin chăn vịt để kiếm tiền hỗ trợ cuộc sống cho mẹ và các anh của mình. Và ngày hôm nay thì được sự giới thiệu của người dân, Bùi Hồ có mặt tại một cái cánh đồng, một cậu bé chăn vịt. Theo mọi người chia sẻ, cậu bé rất là đáng thương. Có những lúc á, cậu bé vì đói quá phải lượm trứng vịt đổi bánh cam ăn. Thật hư cái câu chuyện cậu bé 13 tuổi ngày đội nắng tối đội sương để kiếm đồng tiền phụ gia đình là như thế nào. Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ để đi gặp cậu ha. Và đây là cậu bé tên Bin nè cô bác quý anh chị. Thời điểm này là thời điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có đôi khi lên đến 40 độ C. Nhưng cậu bé Bin này phải chăn những cái con vịt để lùa cho chúng ăn. Và cái số tiền mà chủ trả cho Bin á là mỗi một tháng chỉ dùng vỏn vẹn 3 triệu đồng, tương ứng với mỗi một ngày là 100.000 đồng. Và em phải thức từ 3 giờ khuya để lượm trứng vịt và lùa vịt vào chuồng. Vào lúc mấy giờ Bin? Con lùa vịt vào chuồng lúc mấy giờ? Cả 5 giờ. Hả? 5 giờ. Đây là một cậu bé Bin, thân hình nhỏ nhắn. Năm nay thì mới 13 tuổi. Bin ơi, con có thể giới thiệu cho mọi người biết là quê con ở đâu, nhà con ở đâu? Nhà con ở An Long. Nhà con An Long. An Long là một địa điểm cách đây hơn 15 cây số. Và Bin hàng ngày phải ngủ ở trong cái mùng ở đằng kia kìa. Đó, anh có thể quay qua. Đó, đó là một cái mùng mà Bin ngủ với ông chủ của mình. Con đi chăn vịt được mấy tháng rồi? Gần một tháng. Gần một tháng rồi. Ban ngày thì mấy giờ con lùa vịt cho ăn? 5 giờ. Rồi tối thì mấy giờ con thức dậy lượm trứng vịt? Cả 3 giờ. 3 giờ. Tổng cộng số vịt mà con chăn là bao nhiêu con? 2.800 con vịt. Một mình con chăn hay là con chăn với ai? Con chăn một mình rồi chiều chủ lùa phụ. Cách chăn vịt thì như thế nào? Con có thể giới thiệu với chú và mọi người biết được không? Nó đi xa rồi là mình lùa gom lại. Nếu như mà con vịt đó lạc đi thì sao? Thì mình đi kiếm. Mình có bị chủ la không? Có. La sao? Chủ la sao? Chửi thôi. Chửi. À? Với cái tuổi nhỏ như con là cái tuổi ăn học. Nếu như mà tuổi được đi học thì Bin năm nay học lớp 6, lớp 7. Con đã nghỉ học được bao lâu rồi? Mấy năm rồi. Mấy năm rồi. Vì sao con nghỉ? Không có tiền hay là con không ham học nữa? Không có tiền. Không có tiền đi học. Chú nghe các chú ở đây giới thiệu là con có rất là nhiều anh em. Và ba mẹ thì gian dở. Thì ba mẹ thì chia tay rồi. Con có mấy anh em? Năm. Năm anh em. Con là thứ mấy trong gia đình? Thứ 5. Thứ 5. Dạ. Là con là thứ út luôn đúng không? Dạ. Còn một đứa em nữa. Còn ba con? Không có ba. Không có ba, ở với mẹ thôi. Dạ. Rồi con giữ cho cái chủ vịt này được bao lâu rồi? Được 28 ngày. 28 ngày. Tiền chăn vịt được thì con lấy để sử dụng hay là đưa cho mẹ của mình? Đưa cho mẹ. Đưa cho mẹ. Rồi mẹ có cho con lại 1.000 nào không? Dạ có. Được nhiêu? Xin thì mẹ cho. Xin thì mẹ cho. Những lúc mà chăn vịt như thế này nè, gặp người ta bán bánh qua lại á, thì con có thèm không? Dạ có. Thèm thì tiền đâu để mà con ăn? Không biết nữa. Không biết nữa hả? Thấy mấy bạn được đi học nè, mình nghèo thì mình phải đi chăn vịt đó. Thì con có thấy tủi cho bản thân của mình không? Dạ không. Vì sao? Mình làm, mình nuôi, mình lo cho gia đình. Mình lo cho gia đình thôi. Người ta thì lại ban ngày thì lại được ngủ ở trong máy lạnh, ít ra thì người ta cũng phải được ở trong mát. Với cái trời nắng nóng như thế này nè, gần 40 độ C thì con lại dăng nắng như thế này nè, dưới một cái nón cũ như thế này nè, thì con thấy là cảm thấy là mình buồn cho cái số phận của mình không? Không. Sao không buồn? Gì? Có mẹ nghe mẹ kể có nhiều người khổ hơn. Ngày xưa con học lớp mấy thì con nghĩ ta? Lớp 2. Lớp 2.
Rồi bây giờ con dự định là đi chăn vịt hoài hoài luôn hay sao? Chăn vịt hoài. Đối với người ta thì 3 giờ khuya là cái thời điểm mà ngủ ngon nhất, thì con phải lò mò thức dậy giữa đồng. Và có ở miền Tây có những cái, có những cái khu mộ của cô bác anh chị nằm ở giữa đồng luôn. Đó. Ở đây không có những cái khu nghĩa địa tập trung thì phải chôn ở giữa đồng. Thì đối với những các bé như vậy nè thì chưa có sự hiểu biết nhiều, thì con có sợ ma không? Dạ. Sao không sợ? Chú còn sợ nè. Quen rồi. Ừ, lúc mà trời mưa gió thì có khi nào tóc cái chuồng cái mùng của con lên luôn không? À chưa. Chưa hả? Dạ. À 3 giờ thức dậy thì thức trễ thì chủ có la không? Không. Không hả? Dạ. Rồi sao con thức nổi? Thức trễ thì do chủ không kêu. Do sao? Do chủ không có kêu. Do chủ không có kêu đúng không? Dạ. À, khi mà chăn vịt đó cô bác anh chị, lội ở dưới những cái này nè. Đây, lội dưới những nước này nè. Rồi nước gốc gạ, rồi nước bị hôi thối á, nó dễ, rất là dễ bị ăn nước là cái thứ nhất nè. Hai thì đầu nắng như thế này nè, có những đứa bé đôi lúc á, đầu nắng như thế này á, đội những cái nón như thế này nè, vì nắng quá nên dở ra, rồi đầu vàng hoe luôn à. Đó, và pin thì mới chăn vịt đây nên thấy cái gương mặt rất là điển trai, nhưng mà bây giờ lại bị đen đúa rồi nè. Bây giờ con có thể dẫn chú lại ngay chỗ con ngủ hàng đêm được không? Đi được không? 2.800 con vịt là số vịt mà pin phải lùa vào chuồng mỗi buổi chiều. Sáng thì lùa cho ăn. Nhiệm vụ của pin là phải quan sát tất cả các con vịt ở đây để làm sao á chúng được ăn tập trung, không bị lạc. Nếu như mà chiều điếm vào bị lạc á, nhiều con á thì có thể là phải đi kiếm nè, hoặc nặng hơn nữa thì chủ la. Cái công việc chăn vịt là một công việc không hề dễ dàng. Chúng ta thấy đứng giữa một trời nắng, mình gọi là trời đài các bác anh chị. Đứng ở một cái giữa cái khu trời nắng nóng, chân á thì phải trầm ở dưới nước liên tục, ở dưới cái những gốc gạ thúi như thế này là một điều gì đó rất là vất vả đối với một cậu bé 13 tuổi. Đối với Bin chỉ học mới vừa tròn hết lớp 2 thì đã nghỉ rồi. Cái tuổi của em không có đầy đủ những cái ngôn từ để miêu tả hết những cái sự khó khăn vất vả. Nhưng mà Bùi Hồ ở đây cảm nhận hết được cái sự khó khăn của em. Vì đâu đó với cái tuổi em là tuổi ăn học thì cần sự giúp đỡ của cha mẹ để đến trường. Tuy nhiên Bin phải đánh đổi cái cuộc đời của mình ở trong những cái cánh đồng ruộng lủi thủi, kiếm đồng tiền phụ giúp nuôi ba mẹ là một phần sự khó khăn. Và lại đây tí xíu nữa hả cô bác anh chị. Đây. Nắng lắm, ở miền Tây vào thời điểm này á là gần 40 độ C. Và những cái chú vịt, anh có thể quay qua những cái chú vịt ở bên kia kìa. 2.800 con là số lượng rất là lớn nha cô bác anh chị. Nó không hề nhỏ một chút nào luôn á. Mà đôi khi những cái con vịt á, khi mà nó, cái tụi nó đi á, tụi nó thấp hơn những cái gốc gạ nữa. Ở cái đầu của nó, tụi nó đưa lên thấp hơn những cái gốc gạ nữa. Thì việc mà tụi các con vịt đó lạc bầy với nhau là một chuyện bình thường. À, bây giờ mời cô bác anh chị lại đây ha. Đây là giữa đồng, không có điện đài gì hết á. Ngày hôm nay chia sẻ cái câu chuyện về một cậu bé chăn vịt. Trời ban ngày á thì đội nắng, tối thì đội sương, phải kiếm tiền. Đào chân lắm. Đất bây giờ ở miền Tây bây giờ nắng nóng khô hạn á, những cái vùng mà có nước á là do chủ vịt á, người ta thuê những cái máy chạy nước lên để cho vịt nó ăn. Còn không thuê á thì đi bằng chân không á, mình không quen thì cái chân của mình nó sẽ rất là đau luôn. Đây, thấy một hình ảnh rất là, đây nè cô bác anh chị, đất này nè khô nứt nẻ rất là cứng luôn ha. Đâu tối con ngủ ở đâu? Đâu đó con ngủ ở trong đây. Đây, chủ con đâu? Chủ đi rồi. Chủ con đi rồi. Chủ đi, bỏ lại mình con ở đây. Xíu nữa mới qua. Xíu nữa mới qua. Tối con ngủ ở đây với ai? Với anh Phạm. Với chủ của con ha? Dạ. Rồi con ngủ ở trong cái mùng này có dăng người tối sương xuống này sao, có đem mùng mền gì không? Có hai cái mền đó. Có hai cái mền đó hả? Dạ. Rồi ai dăng cái này? Cái này con dăng. Cái này con tự dăng hả? Dạ. Rồi tối con ngủ bên, rồi chủ ngủ bên. Dạ. À... rồi sương xuống có lạnh không? Cũng lạnh. Đi chăn vịt như thế này rồi đem được mấy bộ đồ? Được mười mấy bộ. Mười mấy bộ. Rồi không biết việc giặt giũ thì vệ sinh cá nhân của con thì làm sao? Chủ giặt giùm con. Chủ giặt giùm con. Dạ. Còn vệ sinh cá nhân thì sao? Ừ. Ví dụ như đi nặng nè, đi cầu này con đi ở đâu? Ở ngoài đồng. Ở ngoài đồng Thí Đại hả? Dạ. Rồi tắm rửa.
ở trong nhà, lúc mà chiều về ở trong nhà chủ tắm á. Ừ, chiều về ở trong nhà chủ, còn đi xa quá, đôi khi chạy đồng xa lắm thì sao? Thì tắm xong. Hả? Tắm mấy cái kinh á. Tắm ở dưới kinh đó hả? Dạ. Ôi trời ơi, anh có thể quay qua đây. Anh qua đó quay qua đây, tại vì nó bị ngược sáng. Anh quay qua em. Đây, nó bị ngược sáng đó cô bác anh chị. Đây là số trứng vịt mà trong cái quá trình mà con vịt đó nó đẻ sót á, pin lượm được đúng không? Dạ. Trứng vịt này nếu như mà con bán đổi bánh cam thì một trứng này con bán đổi được bao nhiêu tiền? Con không có biết nữa. Con không có biết nữa ha. Dạ. Mà mấy trứng vịt gì được cái bánh cam? Chắc 5 trứng. 5 trứng được cái bánh cam hả? Dạ. có bao giờ là trộm bánh cam đổi, là trộm trứng vịt đổi bánh cam không? Dạ không. Không hả? Xin thôi đúng không? Xin chủ cho thì mình đổi thôi đúng không? Dạ. Rồi nước uống của con đâu? Nước uống ở trên kia. Ở trên kia ha. Cái đó cũng là nước uống. À. Chú ngủ ở giữa đồng vậy nè. Tối rồi lạnh rồi chú sợ lắm, rồi thêm sợ ma nữa, mà con không sợ chú gan hơn, con gan hơn chú nữa Vin. Dạ. Con gan hơn chú nữa đó. Một nụ cười hiền của một cậu bé 13 tuổi thay cho những lời muốn nói để xua tan những cái nhọc nhằn hả cô bác anh chị. Nếu như mà cho con được một cái ước muốn, hai chú cháu mình ngồi xuống đi. Anh có thể ngồi xuống luôn đi anh Hợp. Ngồi trên bờ đê hay ngồi đây đi. Ngồi đi. Anh lại gần tí xíu con được. Nếu như mà cho con một ước muốn thì con sẽ ước muốn gì? Cho mẹ con không khổ. Cho mẹ con không khổ. Dạ. Thật ra là chú thấy là con khổ hơn mẹ con á. Sao? Mẹ con khổ hơn. Sao mẹ con khổ hơn? Do nuôi con. Do nuôi con. Rồi con có cái khổ hơn khi mình con phải phụ nuôi mẹ không? Dạ. Không. Khi mà chăn vịt như thế này nè, khó khăn nhất đối với con là cái gì? Trời nắng. Trời nắng thì sao, kể chú nghe được không? Mình làm trời nắng à, là sẽ mình bị khát nước. Khát nước rồi sao nữa? Uống nước. Ừ. Rồi mình hết nước xong rồi mình không có nước uống. Ừ. Rồi mình uống nước xong. Uống nước xong hả? Dạ. Người uống nước xong người sợ không? Không. Sao không sợ? Ở trên nhà cũng hai con uống. Ừ. Đây này, này ngồi dập đường thì thấy người ta đi học ngang buồn quá pin à. Nếu như cho ước muốn con đi học, con học lại không? Dạ không. Không. Vậy có ước muốn gì nói chú nghe rồi. Nói chú nghe. Ước muốn cho bản thân con thứ kia. Xây nhà cho mẹ. Xây nhà cho mẹ. Chú nói ước muốn cho bản thân của con mà. Con không biết. Nhà mẹ con sao mà phải xây lại? Xây nhà riêng á. Xây nhà riêng mà nhà của mẹ con một hết sao rồi xây lại? Nhà đó nhà mướn. Mướn hả? Hả? Dạ. Mẹ con mướn ở hả? Mướn sao? Tháng nhiêu? 800. 800. Rồi mẹ con mướn người ta ở 800 mà con có ở đâu mà, thì kệ mẹ con đi chứ. Bin. Dạ. Để đây chú sửa cho. Nữa chú có gì chú mua áo mới cho con. Nói chuyện với chú một cái đi. Xây nhà cho mẹ của con chứ, xây nhà của con có ở đâu, con ngủ ngoài đồng không mà có gì đâu phải xây. Có cậu ba bị gãy chân á. Anh thứ hai của con là nhiêu tuổi rồi? Không có anh. Không có anh. Chị. Dạ. Chị nhiêu tuổi rồi? Chị lớn rồi. Là nhiêu? 20 mấy tuổi. Rồi chị có phụ mẹ không? Không. Dạ. Vì sao con phải phụ? Phụ đóng tiền nhà. Cho chú tháo cái nón con ra tí xíu nha. Dạ. Nha. Chú mượn nón chú đậu rồi, chú đen quá. Đây. Ngước lên nhìn cô chú ơi. Một gương mặt rất là kháo khỉnh và đẹp trai nha cô bác anh chị. Rất là đẹp trai luôn đúng không? Nếu như mà đi làm cái công việc khác, không đi chăn vịt nữa đó, thì con mệt lưng nhiều hơn thì con chịu không? Chịu. Chịu hả? Dạ. Con thích làm công việc gì? Con cũng không biết. Sao không biết? Có làm đâu biết.
Nhìn mặt đẹp trai mà hiền khô à. À, cô bác quý anh chị biết không, ở miền Tây vào thời điểm này là thời độ nắng nóng, và đến thời điểm bây giờ là gần 5 tháng không có một giọt mưa. Nếu như mà ước tính ở miền Tây và nếu như mà có một giọt mưa rớt xuống, điều đầu tiên sẽ là sấm chớp. Việc sấm chớp mà pin không thể nào tìm chỗ trốn được, vì sấm chớp những con vịt nó sẽ chạy lạc đàn, nên pin bắt buộc phải đội mưa lùa những cái con vịt vô chung một bầy. Đó là một điều rất khó khăn. Và thậm chí có những hình ảnh mà Bùi Hồ gặp được chia sẻ rằng các bé có cái thao á cô bác quý anh chị, sợ sấm chớp quá thì thành nữ là lấy cái thao á che cái đầu lại, chạy tới chạy lui để cho ông trời không thấy mình. Đó là suy nghĩ của trẻ con. Nếu như mà mưa quá thì con sẽ làm cái gì? Lấy miếng bạc ở dưới á. Ừ. Con văng lên. Ừ, vậy thì con sợ sấm chớp không? Dạ không. Sao không sợ? Sấm chớp chết người á. Hả? Chết thì thôi. Vậy? Vậy do sao chết thì thôi? Không biết đâu. Trời ơi, sao sợ không? Nói nghe thương ghê ha. Chị ước muốn cho mẹ của mình. Chị ước muốn cho mẹ mình có một cái ngôi nhà thôi. Mình không cần ước muốn cho mình nhiều lắm. À, cho em mượn pin tí xíu nha anh. À, không cần ước muốn cho mình. À, không sợ gì hết cả. Chỉ sợ mẹ mình khổ thôi. Biết 3 triệu là nhiêu tiền không? Biết. Ừ. Biết hả? Dạ. Ngày con ăn tôi tốn hết bao nhiêu tiền biết? Chắc cả 6-70. 6-70 hả? Dạ. Ăn gì dữ vậy? Chủ mua cơm hộp. Chủ mua cơm hộp á? Dạ. Rồi con thì đâu có ăn giặt kìa. Chú hỏi con ăn giặt uống nước kìa. Con không có xài. Sáng con ăn gì? Ăn bún. Ăn bún chủ mua luôn? Dạ. Rồi uống trà đường hay cà phê? Trà đường. Uống trà đường chủ mua luôn? Chủ làm ở nhà. Uh-huh. Chủ làm ở nhà luôn hả? Dạ. Thì định dư dịch là khi nào cho mẹ cắt nhà mới nghỉ hay sao? Làm hoài á. Làm hoài là sao chú không hiểu? Bây giờ chú hỏi cái nữa nè. Dạ. Ước muốn gì nói chú nghe. Đừng có nói ước muốn đêm lượm dịch cho nó mà lượm trứng dịch cho mau mau nha. À, ước muốn gì? Nó ước muốn sao trời mai mốt chủ lượm trứng dịch lúc 5 giờ đừng có lượm lúc 3 giờ buồn ngủ quá hả? Con không biết. Con không biết hả? Bây giờ nếu như mà chú có một số tiền chú đưa cho con thì con sẽ làm gì? Con đưa cho mẹ. Con đưa cho mẹ. Nhà con cách đây con có số điện thoại của mẹ không? Dạ có. Có hả? Dạ. Con có đem điện thoại thôi không? Ừ. Không hả? Con chỉ nhớ số điện thoại của mẹ thôi. Dạ. Đối với các bé mà bằng tuổi của pin nè, tuổi đi học á, thì nghiện smartphone là một cái chuyện gì đó khá là bình thường. Tuy nhiên đối với pin không sử dụng điện thoại nha cô bác quý anh chị. Không sử dụng điện thoại. Lo chăm bẩm ra đời mưu sinh từ lúc 13 tuổi. Đúng không? Dạ. Hay là mấy năm rồi, hay giữ mấy năm rồi chú quên à? Giữ gần 1 tháng. Ừ. Ai giới thiệu công việc này cho con? Lúc con đi lượm trứng vịt rồi à, gặp chủ rồi chủ anh Phạm lùa, anh Phạm kêu con lùa tiếp xong rồi con với con kêu mẹ chở con ra ngoài á, xong rồi anh Phạm kêu trứng vịt rồi con đi luôn. Rồi khi mà con đi thì con xa mẹ thì con buồn không? Dạ mới đầu đi cũng buồn. Ừ, mẹ có vô thăm không? Dạ có. Rồi mẹ có nói gì không? Có nói kia là gán làm đi. Ừ. Để đi nuôi cậu ba. Ừ. Mẹ nuôi đứa bé nhất là bao nhiêu tuổi? 12 tuổi. Con là 13, đứa bé 12 tuổi. Dạ. Mẹ có làm cái công việc gì không? Có mò ốc bắt hến. Mò ốc bắt hến hả? Dạ. Mò hến bắt ốc chứ gì mò ốc bắt hến gì. Nghe nói con là trước đây con từng chăn bò nữa ha Bim? Dạ. Chăn bò mấy tháng? Được một năm mấy. Một năm mấy? Lúc đó là bao nhiêu tiền? Cái đó là chăn bò cho dựng hai con.
Mẹ con đi lên đây mà không có đủ tiền đưa con lên, cho nên con ở dưới chăn bò phụ dân hai luôn. Mẹ lên đây chăm bà ngoại. Giờ bà ngoại mất rồi. Mắt hai mí ha, chân mày đậm, sống mũi cao nữa, nhìn dễ thương ghê. Ai mà không muốn cuộc sống sung sướng. Các đứa trẻ nào khi lớn lên á cũng muốn được bảo bọc trong vòng tay của cha mẹ. Tuy nhiên vì cuộc sống phải đưa đẩy em ra giữa đồng như thế này. Ước muốn thì ai cũng có ước muốn cả. Cũng muốn có cho mình một cái chiếc điện thoại smartphone, nhưng mà chắc có lẽ là vì pin ngại nên là nữ là không dám nói, đúng không? Đúng không? Không biết. Làm lũ quen rồi, làm thuê làm mướn quen rồi, thành thử là cái ước muốn cho mình cũng không biết được nữa. Thậm chí là khi mà Bùi Hồ chia sẻ cái đoạn clip này á, mẹ của Bin nếu như mà có thấy được á thì cũng ngậm ngùi về con của mình. Làm cha làm mẹ thì không ai nỡ đưa con mình đi chăn dịch để mà kiếm đồng tiền phụ nuôi mình. Nhưng mà vì cái tình cảm thương mẹ của mình mà Bin đã chấp nhận với cái cuộc sống hiện tại để cho mẹ mình đỡ một phần nào. Bao nhiêu đó thì mặc dù tuổi rất là nhỏ nhưng mà cô bác quý anh chị thấy Bin rất là hiếu thảo ha. Là một đứa con hiếu thảo từ lúc nhỏ xíu, không được ăn học nhiều, nhưng mà cảm nhận rất rõ mẹ mình đang khổ, cậu ba mình đang gãy chân. Rồi thành thử là sống trọ, nếu như mà Bin không dấn thân của mình đi làm á thì ai sẽ là người trang trải cho cuộc sống? Tại vì mẹ thì phải đi chăm mò cô bắt ốc nữa đó, nên là nữ là dù có khó khăn thì Bin cũng phải chấp nhận. Có thể là đối với cái nỗi lòng của em, và đối với những cái ngôn từ của em, và đối với những đứa bé mà không được tiếp xúc nhiều với người lạ như Bin á, thường ở trong đồng lẫn quẩn với những cái chú dịch đó, thì thành thử ra là khi mà tiếp xúc với người lạ cũng ngại nói. Và những cái ngôn từ Bin nói mặc dù nó có cục ngủng hạch hạt nhưng mà nó rất là thật đối với một cậu bé rất là nhỏ. Chú hỏi lần nữa nè, ngày hôm nay là chú đến đây được tình cờ giới thiệu, được biết con, và chú đến đây chia sẻ đoạn clip này, và chú hứa là trong nay mai chú sẽ quay trở lại thăm con, và xin chủ để quay một thứ phim lúc con thức lúc 3 giờ sáng con lượm trứng vịt như thế nào ha. Rồi chú sẽ quay trở lại hỗ trợ con. Một lần nữa chú hỏi con có ước muốn gì cho bản thân con? Có ước muốn quần áo mới hay là gì không? Có ước muốn là mẹ mình có tiền, có nhà mới để mình nghỉ đi chân dịch không? Có cho mẹ chứ nghỉ đi chân dịch rồi. Hả? Không nghỉ à? Vậy? Con nghỉ, không nghỉ. Sao không nghỉ? Làm mấy có tiền. Không lẽ mình suốt đời mình chân dịch từ nhỏ đến lớn, mình ở đồng mình chơi với con dịch hoài? Cũng có bạn. Bạn đâu? Bạn là con dịch đó hả? Lâu lâu có. Lâu lâu có là sao? Giống như mấy chú. Mấy chú là bạn của con, mấy chú lớn thì sao gọi là bạn? Bạn phải ngang tuổi chứ. Có bạn cho dịch nữa, bạn chân dịch đó. Gặp hai bạn cho tâm dịch chân dịch chung nhau tâm sự điều gì? Chơi. Bữa nay mày có chân có bị mắc không hay gì? Chơi rồi tắm. Tắm ở dưới sông. Dạ. Đủ bạn chăn dịch lùa dịch vô rồi tắm ở dưới sông đúng không? Dạ. Chiều là bây giờ chuẩn bị lùa vô chưa? Sắp lùa vô rồi. Sắp lùa vô rồi hả? Dạ. Một cậu bé chăn dịch rất là dễ thương đúng không? Dễ thương nhưng mà cũng ngậm ngùi ha. Và để tìm hiểu hết cái cuộc đời, cuộc sống của Bin và mẹ của mình thì chắc có lẽ là Bùi Hồ sẽ làm một cái chuỗi để tìm hiểu cho cặn kẽ về gia đình. Còn ngày hôm nay là một dịp tình cờ để mà gặp được Bin thông qua sự giới thiệu của người dân địa phương ở đây. Khi mà người ta chứng kiến được gần cái hình ảnh một cậu bé chân dịch lấy trứng vịt để đổi bánh cam á, làm cho người ta cũng cảm thấy mũi lòng và cảm thấy thương về một hoàn cảnh của cậu bé nhỏ tuổi mưu sinh để nuôi gia đình của mình. Ngày hôm nay thì chú đến đây á, chú hỏi con để biết cái kỹ thuật chân dịch sao. Mình chân dịch lùa nó mình lại, mình hít sáo hoặc mình la là nó chạy, nó đi rồi. Hít sáo sao hít rồi? Hả? Vậy hả? Có bao giờ mình hát cho con dịch nghe không? Không. Biết hát không? Không. Vậy hả? Chị hít sáo sao con dịch đi được?
Chú lại chú hít thử đi. Chú đâu biết hết đâu. Chú là lệnh nó đi à. Là sao? Nghe u nó đi à. Dạ. Dễ thương ghê không? Đội nón lên đi để nắng. Cái nón cũ sờn hết à. Rồi bây giờ chú hỏi chuyện với con là chú không cho tiền con có buồn không? Không. Sao không buồn? Thì không cho cũng có sao đâu. Mà làm bạn với chú được không? Được. Biết chú tên gì chưa mà sớm giờ không hỏi mà làm bạn được? Không biết. Bắt tay với chú cái ai? Hả? Dạ. Bắt tay với chú. Vậy hả? Và một lần nữa thì buổi chiều hôm nay Bùi Hồ chia sẻ câu chuyện về cậu bé Bin, một cậu bé chân dịch 13 tuổi. Hàng ngày thì phải mưu sinh để nuôi mẹ của mình và cũng như các người em của mình. Cũng rất mong video clip này được cô bác quý anh chị chia sẻ rộng rãi để mọi người hiểu thêm về cái cuộc sống của những cậu bé chân dịch và lầm lũi ngoài đồng như thế này. Ngày hôm nay thì cũng tình cờ đến đây thôi, chưa có kịp thay mặt quý mạnh thường quân để mà hỗ trợ cho gia đình, cho bé có cuộc sống khó khăn hơn. Và Bùi Hồ hứa sẽ tìm hiểu cặn kẽ về cuộc sống của mẹ của bé Bin cũng như là gia đình của bé Bin và ở thời điểm ở những video clip tiếp theo. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là chiều rồi, không tâm sự nhiều hơn được nữa vì Bin phải lùa hơn 2800 con dịch trở về lại chuồng. Và những đoạn clip pin chân dịch và lượng trứng dịch Bùi Hồ sẽ chia sẻ ở những video clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở video clip sau ha.